Có lẽ bởi là miền sông nước nên vùng đất này cũng có chút thiên dị. Chuộng con nào bơi giỏi lại hiền để ưu ái thổ nhưỡng. Vụ mùa phù hợp cho tụi nó thoải mái ăn ngon và lớn nhanh, mà giúp người nông dân thoát nghèo nhờ tận dụng thời gian và đồng ruộng lúc nông nhàn. Từ đó, những bầy dịch chạy đồng ra đời, đông và cũng chuyên nghiệp tới nỗi trở thành một mùa vụ đặc trưng của xứ này, mùa dịch chạy đồng. Cứ chỗ nào có ruộng mới cắt tuốt xong, bữa trước bữa sau là đã thấy người ta hì hục vác máy bơm nước từ kênh vào cho ngập xăm xắp. Chỉ vậy thôi là đủ tạo nên một thiên đường cho lũ dịch háo ăn, tha hồ mà dùng dãy rồi đó. Cái nghề nuôi dịch chạy đồng là người luôn phải chạy theo dịch, nghe riết rồi hiểu luôn tiếng dịch và điệu bộ của tụi nó. Nhìn sơ qua là biết nó có ngán lúa chưa, đã ăn căng bầu diều hay chưa, hay vẫn còn đói. Đứa nào đứng rụt cổ, mặt buồn buồn là muốn bệnh tới nơi, phải mua thuốc mà trị cực vậy đó. Chứ tới mùa mà không có bài dịch là lại thấy thiêu thiếu, rồi buồn chân mà nhớ tới ngẩn ngơ. Lạch bạch con dịch chạy đồng, trứng thơm thịt chắc, bộ lông càng ngon. Món ngon từ dịch cũng nhiều vô số kể, từ bình dân như hột dịch chiên, hột dịch luộc, dịch thua rôm, hay kỳ công hơn là gỏi cháo dịch, thịt dịch khìa nước dừa tươi, hay cà ri thịt dịch. Dù là món nào thì cũng đều ngon, đều gây thương, gây nhớ cả. Nói tới hột dịch là phải kể món hột dịch lòng đào dăm nước mắm chua ngọt, ăn kèm với rau luộc trong bữa cơm gia đình. Nói nghe thì đơn giản chứ không dễ luộc được hột dịch lòng đào đâu à nghen. Trồng trắng chín trong, ăn giòn sừng sực, còn trồng đỏ thì phải vừa chín tới, nóng hổi mà sền sệt thì mới đúng chuẩn ngon. Gắp đũa rau luộc chấm nước mắm đá quện cùng trồng đỏ lòng đào, kèm thêm miếng trồng trắng và thêm chút cơm nữa thì ngon phải biết. Cái ngon lạ lùng đến giờ nhắc lại như vẫn còn động trên bờ môi của những kẻ xa quê. Nhắc đến ẩm thực miền sông nước mà không nhắc đến món cháo hay lẩu thì đúng là một điều thiếu sót. Món cháo kèm dĩa gỏi dịch dường như là một đặc sản trong mùa dịch chạy đồng, vừa ngon vừa tương đối đơn giản trong khâu chế biến, lại phù hợp với tất cả phần đông người thưởng thức. Tô cháo nóng hổi rắc đầy hành lá và tiêu thơm phức, còn dĩa gỏi chua ngọt đậm đà tròn vị. Sự kết hợp ấy thiệt hoàn hảo biết dường nào. Nhìn tô cháo nóng bốc khói, được nêm thêm hành lá sắc khúc và ít tiêu đâm nhuyễn, kế bên là dĩa gỏi thiệt bự có màu trắng của chuối cây non, màu xanh của rau răm, màu đỏ của ớt và lớp thịt dịch thơm bùi, da dịch béo ngậy. Thêm chén nước mắm gừng nữa là vừa đủ tươm tất. Húp muỗng cháo nóng cái rột rồi hít hà, gắp miếng thịt dịch chấm ngập nước mắm gừng đưa lên miệng mà nghe rõ vị ngọt đồng quê thấm trong từng sớ thịt. Thêm miếng gỏi chuối cây chua ngọt thì chàng ơi, đời này chẳng còn gì sung sướng hơn vậy nữa đâu. Miền sông nước còn nổi tiếng với món bánh canh thịt dịch ngon danh bất hư truyền nữa nghen. Bánh canh mà nấu chung với thịt dịch ở nơi này phải là loại bánh canh bột sắt thì mới đúng điệu. Nồi bánh canh thịt dịch nước cốt dừa thì phải thả bánh canh hết vô nồi. Thịt dịch được chặt thành từng miếng, nấu chung cho nước lèo được ngọt và hòa quyện thành một hỗn hợp sền sệt màu trắng đục của nước cốt dừa, tạo nên một hương vị hết sức tuyệt vời. Bánh canh thịt dịch không thêm nước cốt dừa thì tạo nên một hương vị khác nữa. Ăn cách này thì khô, thả bánh canh vô trước và con dịch cũng được luộc sẵn rồi vớt ra để riêng. Chặt miếng rồi bày vô từng tô bánh canh cho hình thức hấp dẫn hơn. Ăn cách này thì thưởng thức được vị ngọt đặc trưng tự nhiên của miếng thịt dịch và như cảm nhận được cái hương lúa còn dương trong từng thớ thịt. Hễ quán nào bán đúng dịch quê nuôi đồng đem lên là quán đó đông nghịch khách thưởng thức. Người bán cũng chặt thịt liền tay, người ăn xùy sụp, chóp chép. Nhìn thôi cũng thấy vui trong lòng.